đã có đông người đã chưa? Đã có đông người phải tham gia để bổ sung tiếp cho cái quỹ này. Thế còn các bác các chú các anh mà có điều kiện thì ta sẽ bổ sung tiếp. Ta sẽ được qua cái điều riêng cái tiền này thì hôm nay á là xin mời là các bác các chú các anh cái tiền lãi được 4.114.000 trừ đi 915.000 thì còn lại là 3.139.000 đến dỗ tổ là vừa các bác các chú rồi là các anh đi xa là tài trợ cho được 1.030.000 cộng lại là được 4.585.000 trong khi đó là đến mùng 2 tháng 9 vừa rồi chi cho các cháu hết 1.078.000 cộng với cái tiền lãi thì hiện tại là còn lại là 4.007.000 toàn bộ tổng thể là còn lại 4.007.000 này còn như thế nhưng mà vừa rồi thì lại có thêm một cháu là con anh nghiệp kia là đó vào cấp 3, một cháu con nhà anh thắng nữa là vào đại học là chưa chi đấy, báo cáo các cụ như thế là đến bây giờ chưa trừ hai cái suất này còn bao nhiêu còn 4.007.000 vừa trừ hai cái suất đi bao nhiêu thì ta hướng trừ hai cái suất đi, một suất đại học một suất vào cấp 3 năm tháng còn học sinh giỏi nữa sinh giỏi quốc gia tức là 200.000 với 200.000 là 400.000 không phải đâu thế thì học đại học thì 200.000 đại học 200.000 với cháu con nhà nghiệp kia 50.000 đó là 250.000 thì trừ đi là còn điều cao được chúng ta sao đi được chú đáo là sao hiện nay có những cái chỗ đấy là cái thông tin cần phải sao quốc gia cũng có thể biết khi mà đến thăm và những báo cáo cáo nhân thì trong những diễn đàn chúng tôi thì đấy là cái kể cả về trong những điều kiện cuộc sống có khó khăn thì cũng có tất cả tình hình sao để cho nhân xa chúng tôi biết thế còn cái việc quyết định quyết nào đây là chúng ta trồng người chúng ta phải ương mầm trồng người hàng trăm năm thì mới có quả tốt được mới gặt hái được mai kia cũng có con ông thuyết trì nào bê nào cũng chứng thường hay là giám đốc chắc chắn họ không thể quên được cái tên là gì linh cái này linh nhưng mà chỉ có cái là tôi xin nói là hôm nay thực ra thì cũng là một xác định là cách nhận nhưng mà thông tin này không hiểu sao nó không rộng rãi lắm còn tôi cũng sẽ tham gia đóng góp cái quyết định là anh em nuôi được con nuôi được cháu mà đi đỗ đại học lên được sướng mà chúng tôi là xa chúng tôi có thể nói cá nhân tôi hàng năm như thế này là cao cũng cho cái thông tin rộng rãi tôi biết tham gia vào cái đó là tôi tích cực với tinh thần trách nhiệm ý thứ hai nữa còn một cái ý nữa là chúng tôi thực ra đi về thì chào anh em nắm lúc cũng gọi là bà hoa tí tôi nghiệp hôm qua là bàn với nhau là ta làm cái phim ít lòng nhiều, trân trọng lắm, cho nên tôi suy nghĩ là người được có và người được nhận, theo tôi là cái ý như thế. Đạo có ý kiến được tôi, nhưng mà có ý kiến gì thế, tôi chỉ hoàn toàn là nhất trí và thấy rằng là kết quả này rất đáng hào hứng. Thế đấy là cái ý thứ nhất, ý thứ hai nữa là tôi suy nghĩ là thế này, một cái ý chung nhất là tôi suy nghĩ là thế này, trong một vài năm vừa qua thì ở nhà chúng ta tất cả những người trân trọng lắm. Cá nhân thì xin có phát biểu như thế xin hết đi chứ. Thế thì trang có nhân tài.